Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên Sư Phụ Thượng Giác Hạ Nhàn, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đại chúng. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 năm Bính Thân 2016, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 năm Bính Thân. Hôm nay con Nhuận Huy được sự chỉ dạy và cho phép của Sư Phụ, hôm nay cũng lên đây cũng sau thời khóa công phu cũng có đôi lời chọn ra cái cuốn của Ấn Tổ là Ấn Quang Đại Sư Văn Ngôn Lục, cũng có đôi lời chia sẻ từ sự học tập của mình để trên Sư Phụ Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh và chỉ dạy, cũng như là chư vị đại chúng hoan hỷ lắng nghe, có điều gì sai sót mọi người mong mọi người từ bi góp ý và chỉ dạy thêm để Nhuận Huy để học tập được tốt hơn trên con đường tu học. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay sau một buổi sáng công phu tu tập ở nơi tỉnh thất Quan Âm thì buổi sáng thì rất là thanh bình và bình yên, yên ả. Nhất là không khí ở nơi đây rất là mát mẻ và nó gần gũi với núi rừng đó. Nó có cái chiều hướng nó rất là thanh tịnh. Vì vậy sáng hôm nay tuy rằng Nhuận Huy lên niệm Phật cũng rất là mệt hơn những mọi ngày, nhưng mà thấy cái lực của đại chúng ở nơi đây, quý thầy rồi quý cô rồi quý chú rồi cũng giống như là quý cụ ông quý cụ bà, đại chúng chúng ta ở đây rất là đông và hàng ngày chúng ta chuyên nhất là nhất môn thâm nhập đó, nên cái lực của đại chúng và từ trường thì Nhuận Huy cảm rất thấy rất là an lạc, rất là vui vẻ và cảm nhận được sau khi một cái thời khóa niệm Phật thì sức khỏe mình nó được ổn định hơn, có phần nào nó được hồi phục hơn hơn lúc là buổi sáng mình mới thức dậy. Vì vậy Nhuận Huy mới cảm nhận được là cái công đức niệm Phật rất là lớn và nó nhanh chóng hồi phục thanh tâm của mình. Từ danh hiệu nó làm được ổn định thanh tâm, nó làm thanh tâm được mát mẻ và nó êm dịu. Nó làm ổn định cho những cái tế bào ở trong thân thể của chúng ta được mát mẻ và nó điều hòa được những tế bào làm việc nó được ổn định. Vì vậy sau một thời khóa tu tập thì Nhuận Huy thấy nó sức khỏe nó ổn hơn lúc mà mới bắt đầu vào công phu. Không biết quý vị đại chúng có thấy có cảm giác đối với trên thân thể của mình như vậy không ạ? Vâng, thì đối với ai chắc có lẽ khi có nhân duyên đối với Phật Pháp, khi đến ở Quan Âm tỉnh thất và hàng ngày tu tập tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng giống như là niệm thánh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, thì trong mỗi người thì ai cũng có những cái tâm trạng rất là khỏe khoắn, rất là vui tươi, rất là hăng hái đối với cái câu danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, mà Đức Phật A Di Đà đã tu vô lượng kiếp, đã hồi hướng vô lượng công đức, vô lượng tướng hảo, vô lượng trí tuệ, vô lượng hào quang ở trong danh hiệu này. Vì vậy khi Đức Phật A Di Đà nói cho một chúng sanh nào có lòng tin ưa mến mộ đối với cái danh hiệu này đó, cho dù ở 10 phương pháp giới hay là ở một cái tha phương quốc độ nào, nghĩ đến danh hiệu của con, niệm đến danh hiệu của con đó là Đức Phật A Di Đà, thì ngài đến cái lúc mạng chung mà niệm được một niệm đến 10 niệm thì ngài sẽ cùng thánh chúng đến tiếp dẫn chúng sanh đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, là chân thật không hư dối mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã thuật lại trong kinh Vô Lượng Thọ cho chúng ta đọc tụng hàng ngày, đại chúng ạ. Thì đó là cái nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy hôm nay Nhuận Huy cũng muốn đọc mà trích đoạn một cái đoạn của Ấn Tổ trong Ấn Quang Đại Sư Văn Ngôn Lục. Nhuận Huy đọc trước cái kinh văn rồi đi đến sẽ trình bày sau cho đại chúng. Đã có lòng tin chân thành nguyện thiết tha thì hãy nên tu chánh hạnh niệm Phật, lấy tín nguyện để dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Ba thứ tín nguyện hạnh chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh nhưng không có tín nguyện sẽ chẳng thể vãng sanh, có tín nguyện nhưng thiếu hành thì cũng chẳng thể vãng sinh. Ba thứ tín nguyện hành đầy đủ không thiếu sẽ quyết định được vãng sinh. Ở nơi đây Tổ Ấn Quang muốn nói đến chúng ta là đã có lòng tin chân thành.
Đã có lòng tin chân thành là lòng tin không hư dối, lòng tin không hư ngụy. Nói đến cái lòng tin thật là chân thành và chí thiết. Lòng tin ở nơi đây đối với Phật Pháp không giống như những lòng tin khác như ở thế gian. Lòng tin ở Phật Pháp thì chúng ta phải hiểu rằng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là một người luôn nói chân thật ngữ, không bao giờ nói điều hư dối với chúng sanh. Bởi vì những cái lời chân thành ngữ của Ngài như thế nên Ngài mới được cái tướng hảo 32 tướng tốt, 80 nét đẹp, và lưỡi của Ngài le ra có thể đụng đến cái mí tóc ở trên trán. Và khi thuyết Pháp có thể là rộng khắp mười phương, tùy loài hữu tình thảy thông hiểu. Thế Tôn thuyết Pháp một âm thanh, tùy loài hữu tình đều thông hiểu. Vì cái âm thanh chân thật này nên nó cảm ứng đến tất cả mọi loài chúng sanh. Cho dù Ngài thuyết trình một âm thanh nhưng mà tất cả loài chúng sanh đều thông hiểu cả. Tất cả cõi ngòa quỷ, địa ngục, súc sanh hay là cõi trời, người Atula đều thông hiểu cả. Vì vậy chúng ta học Phật chúng ta phải có cái lòng tin chân thật. Mà lòng tin chân thật thì đòi hỏi với chúng ta phải có một cái chánh tín. Lòng tin phải chân chánh, lòng tin phải ngay thẳng. Tin là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không bao giờ hư dối đối với chúng ta, luôn nói lời chân thành ngữ. Vì một đại sự nhân duyên, vì một lòng từ bi vô tận mà chúng sanh có nhân duyên trong đời này đó, nên Ngài mới thị hiện ở nhân gian để tuyên dương giáo pháp nhiệm màu để cứu bạt quần sanh. Tuyên dương giáo pháp nhiệm màu để cứu bạt quần sanh là để cứu giúp những chúng sanh khổ nạn của chúng ta đang ở những cái cõi trầm luân khổ hải. Đang nói đại diện trong cái cõi của chúng ta là cõi ta bà. Trong cõi ta bà của chúng ta là một trong những cõi được gọi là cõi dục. Trong các cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì cõi ta bà của chúng ta đây là ở trong dục giới. Thì trong cõi dục giới thì chúng sanh ở trong cái cõi này đa phần là tham đắm, ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thùy, tham sân si mạng, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng. Đây là những cái nghiệp báo của những chúng sanh mà đi đến cõi này mà phải chịu như thế. Bởi vì Phật nói là nhân sanh thù nghiệp, những chúng sanh sanh đến cõi thế gian này để phải trả báo những cái nghiệp báo mà mình đã gây tạo từ đời trước, mà tới đây để chúng ta hưởng cái quả báo này. Tùy theo đời trước chúng ta gieo trồng những cái nhân địa như thế nào mà đời nay chúng ta phải thọ nhận như thế. Thì hôm nay đối với chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp có căn lành duyên lành đối với Phật Pháp, chắc có lẽ nhiều đời nhiều kiếp đối với chúng ta được quy tâm bảo rồi thọ trì ngũ giới. Theo như Phật nói rằng là đối với người mà từ đời trước đó có thể tu thập thiền trên 50 điểm đó, thì chúng ta mới được là thanh người, mới đầy đủ lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì đối với mọi người ở trong đạo tràng này thì Nhuận Huy nhìn thấy ai cũng có đầy đủ những căn lành như thế. Có đầy đủ mắt, này, tai, này, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng mà mỗi người có mỗi hình tướng sai biệt, có mỗi căn cơ sai biệt. Đó là do nghiệp báo mà chúng ta đời trước chúng ta tu hành nên cái nhân quả nó sai biệt. Vì vậy chúng ta đã có nhân duyên lành đối với Phật Pháp, được vào đây hàng ngày được tụng kinh Vô Lượng Thọ để nhận biết được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để nhận biết được 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, để nhận biết được cái phương pháp và lý luận tu trì ở trong cái tam bối vãng sanh. Thượng phẩm là Đức Phật nói như thế nào, trung phẩm là Đức Phật nói như thế nào, và hạ bối Đức Phật nói như thế nào. Thượng bối là những người xuất gia lìa tham dục, làm sa môn, làm các công đức mà chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, ngày đêm nhớ nghĩ, chuyên tâm thọ trì và làm những công đức. Hàng trung bối là những người nào, những người không xuất gia làm sa môn nhưng đã làm nhiều, trồng nhiều căn lành, bố thí cúng dường, làm mọi thứ công đức. Hay gọi khác hơn là những người hộ pháp trong Phật Pháp. Rồi những người bậc hạ bối là những người như thế nào? Bậc hạ bối là những người tuy không siêng năng tu thiền định, không làm những cái công đức, nhưng mà hết lòng tin ưa đối với danh hiệu Phật, đối với 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, đối với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà nhất tâm chuyên niệm, một bề chuyên niệm. Đối với thượng bối, trung bối và hạ bối thì Đức Phật đều nói đến là một bề chuyên niệm cả. Thì bởi như vậy thì chúng ta được thanh người biết Đức Phật Pháp, mà thù thắng hơn nữa chúng ta biết được pháp môn tịnh độ. Đây là một cái nhân duyên mà trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, kính thưa quý đại chúng ạ.
Vì vậy những cái nhân duyên này chúng ta đã đủ, thân người khó được, nay đã được, Phật Pháp khó nghe, nay đã nghe, Pháp môn tịnh độ khó gặp, nay đã gặp. Đó, chỉ có Phật Đạo khó thành, chưa thành thôi. Thì chưa thành thì chúng ta phải làm sao cho thành. Mà muốn thành thì chúng ta phải y giáo phụng hành theo lời Phật dạy. Hàng ngày siêng năng nỗ lực. Những người thường trụ ở đây thì ăn chay trường rồi đó. Hàng ngày thì công phu tu tập bốn thời rồi đó. Còn quý vị Phật tử đó thì ráng cố gắng, chúng ta phải về phát tâm ăn chay trường. Bởi vì ăn chay là thuần theo tánh đức, ăn chay là sức khỏe. Khi chúng ta ăn chay thì chúng ta mới niệm Phật, mới linh được. Ở linh đây không phải gọi là mê tín hay là những cái chuyện gì đâu. Linh ở đây là cái sự cảm ứng, linh cảm, ở trong linh cảm ứng của Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Chúng ta ăn chay, cái thân của chúng ta nó mới thanh tịnh, cái khẩu của chúng ta nó không có bay mùi thịt ra, chúng ta tụng kinh đó, mới khế hợp với lời Phật, mới tương ưng với lời Phật được, Phật mới gia hộ mau lẹ cho chúng ta được. Còn chúng ta miệng còn ăn thịt, miệng nào tụng kinh, miệng nào niệm Phật, thì đến cuối đời thì chúng ta phải nhận những cái nghiệp quả này thì nó khó khăn lắm. Đối với Phật Pháp thì phải có lòng tin sâu và hiểu rõ. Tin sâu ở đây thì chúng ta phải tin sâu nhân quả. Nhân quả thì Đức Phật, không phải Đức Phật chế ra cho chúng ta, mà Đức Phật vì lòng đại từ đại bi, Ngài đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài có phước báo và trí tuệ vô biên, Ngài đã nhận rõ hết những cái điều mà vận hành trong vũ trụ này rồi. Và tất cả trong những vũ trụ khác mà Ngài thấy được, hiểu rõ, Ngài chỉ dạy cho chúng ta là nên làm lành tránh ác. Nên làm những cái việc lành mà tránh những cái việc ác. Thì làm những cái việc lành là chúng ta đang gieo trồng cái nhân lành, và làm những cái việc ác thì chúng ta đang gieo trồng những cái nghiệp ác. Thì những cái nghiệp mà mình đã tạo ra, mình gieo nhân đó, thì tương lai chính bản thân mình chịu quả báo. Chính bản thân mình chịu quả báo, chứ không phải là ai chịu quả báo cả. Vì vậy mọi người phải có sự tin sâu vào nhân quả. Nhân Huy nhắc lại với mọi người một điều rằng là nhân quả ở đây là vì lòng đại từ đại bi mà Đức Phật có đại trí tuệ, Ngài chỉ rõ cho chúng ta là gieo nhân ác sẽ gặp quả ác và gieo nhân thiện được gặp quả thiện. Chứ không phải là Đức Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni định đặt ra là chúng ta phải quy y Tam Bảo, phải đi tu, phải làm mà phải như vậy, phải như kia. Không phải. Đối với giới luật của nhà Phật á, đối với nhà Phật và giới luật của nhà Phật thì trên cái tinh thần mọi người từ học tập và từ sửa chữa, chúng ta răn giữ được phần nào thì chúng ta giải thoát được phần đó. Còn chúng ta không răn giữ, không phụng hành thì chúng ta, chính bản thân chúng ta trói buộc cái thân tâm của chúng ta, và chính chúng ta phải dẫn dắt chúng ta đi đọa lạc vào những cái đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chứ không có ai làm chủ chúng ta ngoài bản thân chúng ta. Mọi người nên hiểu điều này để tránh khỏi cái sự mê tín và lầm lạc. Đối với Phật Pháp phải dùng chánh tín, phải tin sâu và hiểu rõ. Hiểu rõ ở đây Hòa Thượng Tịnh Không nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải minh bạch nhân quả, phải rõ ràng nhân quả. Cái nhân nào quả nó, nhà Phật nói là nhân nào quả đó, tơ hào không sai, chúng ta không nhầm lẫn được. Đó, chúng ta trồng dưa được dưa, trồng đầu được đầu, trồng ớt được ớt, trồng chanh được chanh, trồng gì được nấy. Thì vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là sáu đường, sáu nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula. Thì trong sáu nẻo luân hồi này chúng ta đi lên ba đường thiện thì ít, mà ba đường ác thì nhiều. Hòa Thượng Tịnh Không nói ba đường ác là quê hương, ba đường thiện là nơi đi du lịch thôi. Thì chúng ta biết rằng là những cái đường du lịch thì chúng ta đến một vài ngày rồi chúng ta lại trở về quê hương, đúng không? Quê hương là chùm khế ngọt, là nơi chôn rau cắt rốn, nên chúng ta ở đó nhiều hơn, đúng không? Ở đó nhiều hơn thì ở chỗ nào nhiều hơn? Quê hương ở trong lục đạo luân hồi nhiều hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trôi lăn trong những cái đường này rất là nhiều, làm phiền Ngài Địa Tạng Bồ Tát rất là nhiều. Xuống đó Ngài cứu lên rất là khổ cực, mà lên chúng ta được mấy bữa ở thế gian này lại tạo nghiệp, lại chui xuống nữa. Ngài kêu mới cứu lên rồi xuống nữa rồi hả con? Chúng ta phải thương Ngài Địa Tạng, phải thương các ngài. Bởi vì nguyện lực của Ngài Địa Tạng rất là lớn, rất là từ bi sâu rộng. Nói đến là địa ngục không vì thể bất thành Phật Đạo, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Thì Ngài có lòng đại từ đại bi lớn để cứu giúp những chúng sanh khổ nạn trong địa ngục đó. Cứu giúp ở đây là bằng cái, trong nhà Phật, bằng cái sự mà tuyên dương giáo pháp, để thuyết pháp cho những chúng sanh phá mê khai ngộ, mới lìa khổ được vui.
Thì chúng sanh do mê mà khổ, do ngộ nên được vui. Thì chúng ta hôm nay được thân người đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì đây là cái cơ hội lớn của chúng ta ở trong chánh pháp, ở trong cái ngôi già lam này, ở nơi cái nơi mà bình yên yên ả này, thì nơi đây là cái chỗ mà để quý vị dùng công để mà chuyển đổi cái nghiệp thức của chúng ta rất là mau chóng. Anh Huy cảm thấy những năm vừa qua đó, khi ở trong đại chúng ráng cố gắng vâng lời sư phụ, rồi ráng cố gắng tha thiết, anh Huy thì cũng công phu cũng không được tốt, cũng không được giỏi gì đó lắm, nhưng mà dùng cái tâm tha thiết đối với đại chúng, hàng ngày mình đã cố gắng tập cái tâm vui vẻ hoan hỷ và tùy hỷ công đức đại chúng, thì mình cảm nhận sau 5 năm tu tập thì nó bớt khờ hơn hồi trước, bớt ngu hơn hồi trước, bớt mê muội hơn hồi trước, thì mình cảm nhận là lời Phật dạy là đúng, lời sư phụ giảng dạy chỉ dạy hướng dẫn cho mình là đúng, tại vì nó có sự chuyển đổi ở thân tâm, nên những cái điều này là điều chân thật ngữ, không bao giờ hư dối và hư ngụy và lừa gạt chúng sanh. Đó. Bởi vì vậy chúng ta phải có lòng tin chân thật và hiểu rõ nhân quả như vậy. Thì khi chúng ta hiểu rõ nhân quả là làm ác sẽ được ác, thì chúng ta phải đoàn trừ những cái nhân ác. Thì đoàn trừ những cái nhân ác với người mới bước vào học Phật đó, thì phải chúng ta phải ăn chay. Chúng ta phải phát bồ đề tâm tụng kinh, phát bồ đề tâm niệm Phật, phát bồ đề tâm lạy Phật. Thì những cái nghiệp ác của chúng ta là do từ thân khẩu ý phát sinh ra, thì cho những cái ba nghiệp này tạo tác, thì chúng ta bây giờ chúng ta đã giác ngộ rồi, vâng theo lời Phật dạy, vâng theo lời những chư vị pháp sư để hoàn truyền, chúng ta ghi nhớ trong tâm để chúng ta chuyển nghiệp, thì nghiệp cũng do từ thân khẩu ý tạo ra, nghiệp ác cũng do thân khẩu ý tạo ra, mà nghiệp thiền cũng do thân khẩu ý tạo ra, và tịnh nghiệp cũng từ do thân khẩu ý mà tạo ra. Thì bây giờ phải dùng ý chuyên tưởng, miền chuyên niệm và thân chuyên lễ, hoặc là đi kinh hành. Đó, phải dùng những cái phương tiện này. Đây là phương tiện mà chúng ta có được do chúng ta gieo trồng cái căn lành mà chúng ta có được, là thân khẩu ý của chúng ta. Thì bây giờ phải chuyển ba nghiệp này thành thanh tịnh nghiệp. Thì muốn thanh tịnh thì hàng ngày giống như chư tổ nói là chúng ta phải thường xuyên niệm Phật, để chuyển những cái niệm ác của chúng ta thành niệm A-di-đà Phật. Tại vì cái niệm, cái công đức danh hiệu của A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh, là tối thượng thiện. Thì chúng ta chuyển cái niệm lực này về, thì cái trong tâm thức của ta luôn được thanh tịnh, luôn được an ổn, thì nó đoạn trừ những cái duyên ác và nó tăng trưởng những cái duyên thiện lành. Mà không có những cái duyên nào thiện lành bằng cái duyên mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, bằng cái duyên mà niệm Phật A-di-đà. Đây là duyên tối thượng thiện. Bởi vì vậy sư phụ chúng ta hàng ngày đi khắp nơi trên toàn thế giới để chuyển dương pháp môn tịnh độ, và nói đến cái phương pháp tu trì là áp dụng theo cái đường lối của Tổ Ấn Quang, là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, mà trong Liên Thông Thập Tâm Tổ ngài là vị tổ thứ 13, là vị tổ cận đại nhất, gần gũi đây nhất. So với chúng ta thì cách gần 100 năm thôi chứ không xa lắm. Những cái lời nói của ngài rất mộc mạc, giản dị và chân thật, rất là khế hợp với căn cơ chúng ta trong thời buổi hiện nay. Bởi vì vậy sư phụ Thường Giác Hạ Nhàn thường khuyên nhắc mọi người hàng ngày theo lời Tổ Ấn Quang dạy là đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm cho đến đại tiểu tiện đều phải giữ câu niệm Phật. Mà muốn giữ câu niệm Phật mà đối với căn tánh của chúng ta, đối với sức khỏe chúng ta đó, chúng ta sinh trong thời này phước báo thì cạn mỏng, trí tuệ cạn cợt. Phước báo cạn mỏng thì cái thân tướng của chúng ta nó không được tráng kiện, không được khỏe mạnh. Trí tuệ cạn cợt là cái tinh thần của chúng ta nó thường xuyên nó bị vọng tưởng điên đảo, và nó thường xuyên bấn loạn, nó không thường xuyên an trụ và cái chánh định được. Thì muốn được cái thân thể này được tráng kiện, muốn được cái tâm này nó được chánh định và nó sinh ra chánh trí tuệ đó, thì chúng ta phải an trụ trên danh hiệu Phật. An trụ trên danh hiệu Phật là định. Khi an trụ trên danh hiệu Phật đó, có một mà muốn trì danh hiệu Phật đó, thì phải có phương pháp. Phương pháp là giới. Khi có phương pháp rồi chúng ta an trụ trên danh hiệu Phật là định. Khi chúng ta niệm giữ duy trì cái danh hiệu Phật này lâu ngày dài tháng rồi đó, nó khế hợp với cái lời tổ dạy đó, và nó được sự gia trì gia hộ của Phật, phát sinh trí tuệ là huệ. Đó, đây là những cái phương pháp tam vô lậu học, là giới định tuệ mà tổ sư chúng ta đã truyền thừa lại, và sư phụ
Thực giác hạnh nhàn chúng ta cũng thường xuyên diễn giải trong phương pháp trì danh hiệu Phật. Thì chúng ta muốn an trụ như thế thì phải dùng cái miệng này để niệm danh hiệu Phật. Mà muốn niệm được lâu, duy trì lâu ngày dài tháng, và trong một ngày chúng ta niệm được nhiều tiếng, thì chúng ta phải dùng bằng cái miệng này, bằng cái phương pháp niệm thầm nhép môi. Tùy theo khí lực của mỗi người, nhưng mà chúng ta niệm làm sao mà không lớn quá. Chứ giống ví dụ như trong đại chúng thì chúng ta dùng cái phương pháp là cao thanh niệm Phật, là chúng ta niệm âm lớn. Nhưng mà chúng ta đi ra ngoài đạo tràng hay chỗ nào mà đông người thì chúng ta niệm thầm thôi. Niệm thầm nhưng mà tai vẫn phải nghe lại cho nó rõ ràng, rành rẽ, tách bạch từng chữ từng câu, nó phân minh. Tại vì khi những cái gì mà chúng ta gieo trồng đó, mà chúng ta làm không chân thật, không rõ ràng á, thì tương lai nó sẽ trở thành cái quả nó sẽ không chân thật và nó cũng không rõ ràng. Đối với niệm danh hiệu Phật cũng như thế. Đối với danh hiệu Phật là nó tròn đầy mà viên mãn, vô lượng công đức ở trong đó. Thì chúng ta phải dùng cái tâm như thế nào, phải chân thành, tha thiết đối với danh hiệu Phật, thì niệm Phật mới cảm ứng, mới tương ưng với lời Phật dạy được. Thì chúng ta phải huân tập cái chủng tử này, như Tổ nói là phải niệm tách bạch, rõ ràng và phân minh. Là niệm phải nghe, miệng niệm là phải khế hợp với lỗ tai, phải nghe. Xuất phát từ ý, niệm ra từ miệng và lọt vào từ tai, thì nó phải tuần hoàn một cái tuần hoàn như thế. Đó, tuần hoàn xuất ra từ ý, niệm ra từ miệng và lọt vào từ tai. Thì chúng ta niệm và nghe phải rõ ràng, thì tương lai những cái chủng tử mà lưu trong A Lại Giới Thức á, khi chúng ta niệm thì nó sẽ lưu vào hồ sơ, lưu vào trong A Lại Giới Thức á, thì tương lai nó sẽ phát ra. Lâu ngày đó, nó sẽ phát ra lại. Nếu bây giờ chúng ta niệm A mà chúng ta niệm ờ, thì vài bữa nó sẽ ra ờ. Đó, Tổ nói chúng ta phải niệm A Di Đà Phật, niệm rõ ràng từng chữ từng câu, tách bạch phân minh. Đây là cách niệm của Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư mà Hòa Thượng Tịnh Không áp dụng, và Sư Phụ Thượng Giác Hạ Nhàn của chúng ta năm 2014 ấy, đã qua đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không và cộng tu ở đạo tràng Kim Sao Chổi ấy, là cái phương pháp là niệm A Di Đà Phật. Đây là lời mà Nhuận Huy được nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói trong một trích đoạn khai thị. Tổ Ấn Quang niệm như thế, và Hòa Thượng Tịnh Không cũng niệm như thế, và Sư Phụ Thượng Giác Hạ Nhàn của chúng ta cũng niệm như thế, và cũng phổ biến cho đại chúng và chư vị đồng tu linh hữu trên toàn thế giới cũng như thế. Đây là một cái sự mà Nhuận Huy thầm nghĩ là nó có sự khế hợp và sự truyền thừa, hay nói khác hơn là Thuật Nhi Bất Tác và Tính Nhi Hiếu Cổ. Thuật Nhi Bất Tác là những người trẻ sau nói theo những người đi trước, là những người tổ, người thầy đi trước nói theo và làm theo để duy trì mãi về sau. Đây là cái sự truyền thừa sư đạo ở trong Phật Pháp đó. Niệm rõ ràng tách bạch từng chữ từng câu như thế thì về sau nó chủng tử nó sẽ phát ra, lâu ngày dài tháng nó sẽ hàn phục được những cái vọng niệm tham sân si kỳ đố mạn nghi của chúng ta. Nếu chúng ta không thường hằng giữ danh hiệu Phật, không thường hằng nhớ đến Phật mà niệm để nhớ nghe rõ ràng, thì những cái vọng tưởng nó lớn dần trên trong chúng ta, nó làm chúng ta đau khổ và khổ đau rất là nhiều. Đối với tâm của ai cũng như vậy thôi, nếu chúng ta không giữ danh hiệu Phật đều như vậy. Thì chính những cái điều mà nếu mà chúng ta ở trong đại chúng mà không có nắm rõ cái phương pháp tu trì đó, thì chúng ta không có đối trị đắc khí được. Chúng ta không nắm rõ công thức, không làm đúng bài tập đó, thì không đúng. Để chúng ta tu lâu ngày dài tháng, nói tôi tu 5 năm rồi, 10 năm rồi, chúng tôi cũng không thấy an lạc. Bởi vì chúng ta ở trong đạo tràng, chúng ta không có vâng lời người lớn, người già. Người lớn, người già là sư phụ của chúng ta đã hành trì rồi đó, thì y theo đó mà hành trì. Giống như Phật đã nói, Như Lai đã hành trì thì theo đó hành trì, phải làm như vậy, nhớ như vậy, làm như vậy. Thì sư phụ chúng ta đã hành trì, đã thấy có sự lợi lạc rồi, có sự an định từ nội tâm rồi, chuyển hóa nghiệp lực rồi, rồi đã thuyết giảng cho mọi người rồi, thì mọi người cứ y theo đó mà hành trì. Thì y giáo phụng hành thì chúng ta được lời lớn lắm. Khi chúng ta vâng lời một người lớn thì tức thì nó sẽ tùy hỷ được cái công đức của người lớn, tùy hỷ được công đức của thầy mình, và mình được thọ nhận, được tùy hỷ những cái công đức đó, và tăng trưởng cái bồ đề tâm của chúng ta, tăng trưởng cái lòng tin của chúng ta. Đó, và chúng ta tha thiết chân thành niệm Phật thì lâu ngày dài tháng thì nghiệp tiêu trí nó sẽ rạng. Còn chúng ta không để mà chúng ta cứ hời hợt bữa một bữa hai thế này thế kia đó, thì chẳng đâu ra đâu cả.
Giống như sư phụ thường nói, nửa chừng như phế, làm rồi thối lui. Đối với Đức Phật A Di Đà cũng nói với chúng ta như vậy, phát Bồ Đề Tâm phải kiên cố, không thối lui, trồng các căn lành, hết lòng hồi hướng. Nó phải chịu kiên cố, người tu của mình là nó kiên cố và nó kiên nhẫn, nhẫn nại, ăn nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Cho dù như thế nào hay là làm sao thì chúng ta vẫn phải giữ danh hiệu Phật. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không giữ danh hiệu Phật thì chúng ta rời xa Phật. Chúng ta rời xa Phật thì chúng ta gần gũi với những ác nhân, ác quỷ, ác thần, thì tương ưng với những lục đạo luân hồi, tương ưng với những cái khổ đau. Thì đối với nhận thức với Phật Pháp thì mọi người phải tin sâu và hiểu rõ. Và khi tin sâu hiểu rõ thì mọi người phải biết là cái điều gì tốt, điều gì hay, điều gì lấy, điều gì bỏ thì do mọi người tự chọn. Chứ Phật không bao giờ ép buộc nha. Mặc dù quý vị quy y Phật rồi, đến nương tựa Phật rồi, để quay hướng nương tựa và cung kính Phật rồi, nhưng mà đối với Phật á, thì độ người có duyên, độ người hữu duyên chứ không độ người vô duyên. Hữu duyên là người có thể trong một đời này có thể vâng lời, có thể chân thành, có thể thực hành theo lời Phật dạy để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đó là người hữu duyên. Còn người vô duyên á, lòng tin nghi ngờ, ý chí không kiên định, phát rồi thối lui đó, bữa một bữa hai, một nóng hai lạnh á, thì đây là người vô duyên, chỉ gieo trồng cái chủng tử cho đời sau thôi. Đó. Thì Nhuận Huy nghĩ nếu như trong đời này chúng ta được thân người đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, gặp được pháp môn thịnh độ, gặp được ân sư diễn giải giảng dạy, hàng ngày từ bi khai thị hướng dẫn cho chúng ta mà chúng ta không nắm bắt cái cơ duyên này đó, thì đây là một cái sự thiệt thòi lớn, một cái sự lỗ lã lớn trong một kiếp nhân sinh làm người mà Đức biết được Phật Pháp. Đó, Nhuận Huy hôm nay cũng bằng cái tâm chân thành muốn cầu nguyện và mong mỏi đại chúng tha thiết chúng ta hàng ngày ở nơi đây cùng nhau hướng về Tam Bảo, cùng nhau đại chúng cùng nhau đang cố gắng tu tập nỗ lực để sám trừ nghiệp chướng của mình, để cùng nhau hoan hỷ vui vẻ tha thứ cho nhau, để cùng nhau tiến tới, để cùng nhau một đời này công phu tu tập để tròn đầy thiện căn phúc đức nhân duyên, hay còn gọi khác hơn là tính nguyện hạnh, để cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở chỗ này thì hồi nãy giờ Nhuận Huy muốn nói đến cái tính, khi chúng ta có lòng tin chân thật và hiểu rõ sâu sắc như thế thì chúng ta bắt đầu hành trì pháp môn, thì đến cái nguyện của chúng ta thì chúng ta cảm nhận, chúng ta thấy biết là cõi giới Tây Phương Cực Lạc rất là tươi đẹp, rất là an vui. Ở nơi đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, là các bậc thiện nhân thường ở chung một nơi, không có những người làm rắc rối, không có những người nói những điều xấu ác, không có những người nói điều đâm thọc, không có những người nói điều thêu dệt, đó, không có những người mà nói điều không chân thành ngữ. Thì chúng ta nhận biết cái cõi đó rồi, tin ưa, hâm mộ, hoan hỷ, vui vẻ, mong về, thì là đó là cái nguyện chúng ta mong về. Thì cái nguyện này thì trước thời khóa công phu hoặc là sau thời khóa công phu sư phụ dạy đó, thì trước thời khóa công phu thì chúng ta hâm hở vui vẻ, giống như Nhuận Huy kể cái kinh nghiệm của Nhuận Huy, đơn giản là cái khía cạnh riêng của Nhuận Huy. Mỗi lúc trước thời khóa đi công phu thì Nhuận Huy không nói là mày phải đi công phu hay là bây giờ tới giờ đi công phu đâu. Nói Nhuận Huy ơi, tới giờ đi gặp Phật rồi, ráng cố gắng, nhanh lên đi gặp Phật. Mình phải dùng cái tâm hoan hỷ vui vẻ như vậy đó, để đốc thúc cái thân nghiệp chướng của mình, để đốc thúc nó, để nó đừng giải đãi, nó đừng có, nó đã trễ nải, là nó phải Nhuận Huy ơi, đi nhanh đi, các cụ đang chờ, các cụ yếu đang chờ, mình phải đi sớm nhanh lên, Phật đang chờ, đi vô gặp Phật. Thì mình dùng cái tâm hoan hỷ vui vẻ vậy đó, mình thấy cái tinh thần mình chưa tu mà mình đã an tâm mình rồi, mình thấy lâng lâng thế nào ấy, rồi mình thấy nó sắp được gặp Phật rồi, thì mình cảm nhận là Phật đang gần mình lắm. Chứ không phải nói, đi công phu rồi, nghe nó đi công phu nhiều bữa nó cũng hăm hở, nhiều bữa nó cũng kêu mệt quá. Thì mình tất cả đều do tâm tưởng á mà, tất cả đều do tâm tưởng, thì mình chuyển đổi cái tâm thức của mình thì mình sẽ an vui. Đó, nói đang cố gắng đi gặp Phật thôi, đang cố gắng Phật thôi, Phật đang chờ. Đó, thì sư phụ nói là trước khi vào thời khóa công phu chúng ta đi sớm để lễ Phật, để cầu nguyện, để thanh tâm chúng ta an định được. Rồi sau khi thời khóa công phu chúng ta mới phát nguyện cầu nguyện vãng sanh. Chúng ta dùng những công đức tu tập trong ngày này hoặc là trong thời khóa này để tùy hỷ công đức đại chúng chúng ta hồi hướng một lần luôn, chứ không có giống như bữa trước sư phụ có kể, có bà cụ kia, bà cụ hỏi là con niệm một câu là con nguyện vãng sanh một câu được không thầy, thì thầy nói là không được, như vậy là nó bị xen đạp, vừa niệm Phật vừa nguyện nó bị xen đạp,
Rồi bà cụ niệm như vậy thì nó không bị gián đoạn đi. Đó, đối với pháp môn tịnh độ là không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Mà bà cụ niệm như vậy thì nó bị gián đoạn đi và nó bị xen tạp đi. A Di Đà Phật cho con vãng sanh, A Di Đà Phật cho con vãng sanh. Như vậy là không có được. Sư phụ nhắc đi nhắc lại đối với mọi người, hôm nay Nhuận Huy cũng nói lại sư phụ là mọi người đi sớm, thời quá sớm để chúng ta nguyện cầu trước, công phu tu tập xong là chúng ta mới nguyện phát nguyện vãng sanh một lần nữa, là hai lần trước và sau khi công phu thôi, chứ không có niệm một câu A Di Đà Phật cho con vãng sanh. Như vậy là nó bị gián đoạn và xen tạp câu Phật hiệu của chúng ta, nó làm ảnh hưởng của chúng ta. Đây là lời Nhuận Huy nói, muốn nói là nhắc lại lời sư phụ á. Quý vị đang cố gắng nghe và nhớ rõ, lưu tâm thực hành cho nó được hữu ích ha. Thì khi có lòng tin sâu và nguyện thiết như thế, nguyện mong lìa cái cõi ta bà này và mong sanh về cực lạc, cõi vui kia, thì có tính nguyện thì phải đi đến cái hạnh. Cái hạnh đây là nói đến cái hành động. Cái hành động của chúng ta thì chúng ta là con Phật, là đệ tử của Phật, thì chúng ta phải vâng theo lời Phật dạy và y giáo phụng hành, phải y luôn nhớ nghĩ và thọ trì những cái điều Phật dạy. Phật dạy đối với chúng sanh thì muốn sanh về cõi nước kia thì phải niệm danh hiệu Phật. Phải niệm danh hiệu Phật. Thì trong quy kết lại thì trong cái nguyện thứ 18 thì đến lúc mạng chân thì nếu có chúng sanh nào tín ưa mến mộ thì niệm danh hiệu Phật đầy đủ tín nguyện hạnh, niệm từ một niệm đến 10 niệm thì Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh về Tây phương cực lạc, ngoài trừ những kẻ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đó. Thì muốn được niệm được danh hiệu Phật là hành trì, muốn niệm được danh hiệu Phật mà đến lúc lâm chung thì hàng ngày chúng ta phải đòi hỏi có công phu tu tập, gia công dụng hạnh, phải nỗ lực niệm Phật, lạy Phật để sám trừ, tiêu trừ nghiệp chướng của chúng ta. Đó, để hồi hướng cho tất cả những chúng sanh chúng ta làm khổ não họ, hay gọi đơn giản là oán thân trái chủ của chúng ta, là những người chúng ta làm phiền họ đó. Đó, thì phải gia công dụng hạnh. Như sư phụ thường nói là hữu công dụng hạnh, là chúng ta phải, đối với pháp môn tịnh độ là đi vào con đường diệu hữu, chứ không phải đi vào con đường chân không. Diệu hữu là tụng kinh là diệu hữu, niệm Phật là diệu hữu, lạy Phật là diệu hữu, đi kinh hành là diệu hữu. Hữu là sự tướng đó, là chúng ta phải dùng cái thân tướng này, niệm Phật, lễ Phật, đi kinh hành, để dùng vận động cái thân tâm của chúng ta, để thân tâm của chúng ta minh mẫn và sáng suốt, để duy trì danh hiệu Phật, để lưu lại những cái chủng tử danh hiệu Phật rất là nhiều vào trong tâm của chúng ta. Đó, để nó tạo một cái sức mạnh lớn trong tâm của chúng ta, để chủng tử Phật này lớn mạnh, lớn nhiều hơn, để tăng trưởng thiện căn, nhân duyên và phúc đức. Thì đối với Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng đã nói rõ với chúng ta rồi, muốn sanh về Tây phương cực lạc thì phải bất khả dĩ thiểu thiện căn, nhân duyên, phước đức, đắc sanh bỉ quốc, là không có thể dùng một chút ít thiện căn, nhân duyên, phước đức mà để sanh về cõi nước kia. Thì muốn tích lũy được nhiều thiện căn, nhiều phước đức thì nhiều nhân duyên thì chúng ta không gì đâu ngoài bằng danh hiệu Phật cả. Đối với chư Phật quá khứ, hiện tại hay tương lai, Đức Phật Bồ Tát Di Lạc ra đời cũng như thế, cũng khuyên chúng sanh niệm Phật, cũng nói đến kinh Vô Lượng Thọ, nói đến pháp môn tịnh độ, rồi khuyên tấn với chúng sanh là muốn tích lũy được thiện căn, phúc đức, nhân duyên không gì ngoài niệm Phật cả. Thì mọi người phải hiểu rõ là đây là tối ưu, là quan trọng. Thì muốn niệm danh hiệu Phật được thì chúng ta phải duy trì công phu. Duy trì công phu rồi không phải là bốn thời trong đạo tràng đâu, kính thưa đại chúng. Bốn thời trong đạo tràng đó là sự quy định là tốt rồi, nhưng mà muốn duy trì được hơn nữa là phải đi đứng nằm ngồi. Đó, đi đứng nằm ngồi, nói năng đồng tình. Mà khi mà một người đạt đến công phu tối thượng thừa rồi đó, nói chuyện với người đối diện nhưng mà trong tâm họ vẫn lưu chuyện A Di Đà Phật, luôn giữ được chánh định, biết mình đang nói chuyện với ai và nội dung câu chuyện như thế nào, ra làm sao. Đó, người đạt đến công phu thượng thừa là như thế, thì phải giữ danh hiệu Phật. Nếu như chúng ta tu 3 tiếng ở trong đạo tràng mà chúng ta đi ra ngoài ấy, chúng ta vòng tâm, nói nhiều, nói lỗi người khác, nói đủ thứ, thì cái năng lượng chúng ta vào đây tu tập ấy, hân tập gom lại được một chút năng lượng, rồi ra ngoài chúng ta phát tán ra hết, thì có phải là chúng ta làm thì khó mà bài trừ nó là dễ không? Mà muốn duy trì là ở trong đạo tràng, rồi chúng ta đi ra ngoài đó, đi đứng nằm ngồi chúng ta vẫn giữ danh hiệu Phật, thì nó
duy trì cái năng lượng này, duy trì năng lượng này, nó hâm nóng cái tâm thức của chúng ta, nó luôn thường xuyên nhớ nghĩ Phật, thường xuyên niệm Phật, thì trong tâm của chúng ta mới luôn lưu chuyển cái dòng tâm thức an lạc này được. Thì khi vào thời khóa công phu, chúng ta mới ham hở, mới vui vẻ. Tại vì chúng ta đã duy trì rồi mà, giống như chúng ta chạy rô đa vậy đấy. Nó nóng máy rồi, vô là nó bắt nhịp liền, vô là nó niệm được liền. Còn trong chúng ta mà chúng ta bị gián đoạn, công phu 3-4 tiếng mà ra ngoài nói chuyện 2-3 tiếng rồi, nó gián đoạn, nó mất năng lượng, thì chúng ta vào, chúng ta sạc pin lại, chúng ta nạp lại thì rất là khó khăn, rất là mệt nhọc. Mọi người cứ để ý và duy trì, mọi người cứ làm thử trong một tuần như vậy đi. Sự an lạc nó lớn lắm. Cứ nhép môi đi. Nếu chúng ta nhép môi không thường á, không có nhép, khí lực không nhiều, chúng ta cầm cái bấm, chúng ta bấm, cứ niệm 3 câu bấm một số, niệm 3 câu bấm một số. Mới đầu để nhắc nhở cho cột cái tâm chúng ta đó, để duy trì cái năng lượng này. Thì khi chúng ta làm một việc gì, từ ý nghĩ hay là lời nói hay hành động, đều là sự tạo tác cả, thì chúng ta phải biết tạo tác những cái nhân địa này, để tương lai chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay Nhuận Huy cũng có đôi lời nói với đại chúng trong một cái thời gian quy định của sư phụ, cũng giống như là tôn trọng đại chúng trong thời gian. Thì cũng còn nhiều ý nó chưa triển khai được lắm, nhưng mà trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi cũng có nhiều điều nó cũng chưa được tròn vẹn. Mong rằng trên sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư Tôn Đắc Tăng Ni cùng chư vị liên hữu đồng tu, có gì thì Nhuận Huy chưa được tốt, thì mong mỏi mọi người gặp mặt trực tiếp để chỉ dạy, để cho Nhuận Huy hiểu rõ hơn, để thực hành, để tinh tiến hơn, để cùng đại chúng tu tập. Chứ cũng không mong là nghe nói lại qua người thứ ba, nói ông này như thế này, ông kia như thế kia. Đây là một điều tối kỵ ở trong Phật Pháp, nhất là ở trong ngôi Tam Bảo. Dạ, A Di Đà Phật. Giờ đây cũng cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đại chúng chúng ta ra ngoài phóng sanh và dùng cơm buổi sáng. Chúc mọi người một buổi sáng an lạc. Thường thường thầm niệm nhép môi A Di Đà Phật.